Xin mời anh Lê Quang Hơn, 60 sắc. Làm sớm để kịp đi dự lễ. Thưa quý anh em, chắc chắn rằng đường xa xa xôi cũng có mỗi người sẽ tới trễ. Nhưng mà nếu chúng ta chờ đợi để đông đủ mới làm, thì chúng ta sẽ không có đủ thời giờ để tiến hành những nghi thức. Sẽ có đôi lời trong một cái bài.
xin thay mặt anh em đại diện Sài Gòn phụ cận, anh em sở hữu Sài Gòn phụ cận là Sài Gòn, chúng tôi với lý do của lần thứ 11 này, như truyền thống của anh em Sài Gòn phụ cận thì cứ mỗi năm chúng tôi tổ chức họp mặt tại một trong ba địa điểm là Sài Gòn, Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu. Cái vinh dự trước tiên mà chúng tôi hôm nay được kể từ năm 1999 và 2009 nay lại quay về tại nhà của tôi, và đó là một cái lần gọi là phải nói thẳng là rất đầy ý nghĩa. Và tôi xin tuyên bố cuộc họp lần thứ 11 bắt đầu. Xin giao cho xin tiếp theo chương trình là lời chào mừng của anh em Bà Rịa Vũng Tàu. Cuộc sống biển và gia đình của anh em, tôi xin được đại diện cho anh em Bà Rịa Vũng Tàu cũng như thay lời để có lời chào thân ái tới tất cả các anh em cũng như gia đình của các anh em ở từ xa gần về đây để dự họp, phiên họp theo trình tự của chúng ta hôm nay là của Bà Rịa Vũng Tàu. Chúng tôi xin thân ái kính chào mừng tất cả các anh chị. Vô ta này. Thay và buồn thay, thì trong cái thương là thương cho những anh em tôi có viết bốn câu như thế này: ai đã thao nước biết cho mùa dưới lên trời, đó là cái tâm sự cái điều sai lầm. Cho bây giờ là xin cho tôi tiến lên cho biết là ở đây thì cố ý là trẻ hơn, nhưng mà ở đây kế bên tôi là cha Mai Hứa cùng lớp với tôi và Duyên Châu, và chúng tôi cũng đang chờ một chiếc xe từ Bình Tuy cho bố nữa. À, bây giờ chỉ còn xe Bình Tuy và xe một xe ở hai xe và xe của anh Tuấn ấy đi tư. Xin tiếp theo là xin giới thiệu tất cả của anh em là hôm nay về hợp mặt. Ngoài anh em trong vùng Sài Gòn phụ cận còn có những anh em ở Nha Trang, Phan Rang, Phan Thiết và Bình Tuy. Chúng ta xin cho chào một tràng pháo tay ạ. Và trong khi ấy thì xin anh em chúng ta vì hộp mặt thì cũng có trên ai chưa làm thủ tục mà trong vấn đề hộp mặt xin ghé lại cái bàn có cái điều ủng hộ để cho địa phương chúng em tay nhắc nhở cô thần tử là tạm thời chúng tôi sẽ xin chia như thế này: lớp 57 thể tức là anh Tổng thì đương nhiên là anh là đại diện cho chính mình và đại diện của mình, nhưng mà hôm nay thì anh Thể anh đi nhật cho nên anh không có đến dự được. Lớp số 10 thì bỏ lại tôi là trưởng lớp cho nên tôi đi luôn. Lớp số 11 xin nhờ anh Hoàng Thanh. Lớp số 12 nhờ anh Hoàng Ngọc Quang. Lớp số 13 xin nhờ anh Lưu Văn Học và Kim Luân cùng Long Khánh. Xưa nay thì anh Hoàng Ngọc Khánh đảm trách cái người đại diện của vùng Long Khánh, nhưng mà bữa nay là anh ta chán Long Khánh, anh ta vô Sài Gòn, anh ta làm việc rồi, làm phó chủ nhiệm, cho nên là chúng tôi xin đề cử anh Lưu Văn Học vừa là đại diện của lớp 63 và kia luôn là cái vùng Long Khánh. Lớp 64 thì chúng tôi thì ai nữa không phải trừ anh Phan Kim Hải lớp 64, nhưng mà hôm nay vì ông già bà già cũng đang đau nặng cho nên xin từ. Lớp 65 xin nhờ anh Nguyễn Đình Huy. Lớp 66 nhờ anh Lê Quang Hương. Lớp 67 nhờ anh Châu Liên Phương cũng là từ lớp của lớp 67. Lớp 68 nhờ anh Nguyễn Đình Truyền. Lớp 69-70 nhờ anh Nguyễn Lương Thiện và Kim Luân là đại diện vùng Sài Gòn, bởi vì Lương Thiện rất là tốt đây. 21
mà hôm nay tôi rất mừng bởi vì đó là cái lớp mà tôi đã dạy nhiều. Và rất may mắn là hôm nay được 4 người đến và chúng tôi sẽ đề cử xin đi vào anh Lê Minh Tuấn làm đại diện cho lớp 71 tại Sài Gòn của các bạn.